Anh em, chào anh em trở lại với cái kênh mình nhé. Hôm nay mình sẽ vào lên chơi game tự nhiên. Và con game tự nhiên này các bạn phải nhớ điều rằng đây là con game đội thành viên 1-1. Và nó có cách cuốn người chơi vào, đó là thứ 3, thứ 4 là các bạn có sự kiện hoàn nạp ấy. Hoàn nạp và các bạn sẽ hoàn được một số tiền. Ví dụ nó hoàn tới 666 triệu đồng nha. Thứ 3, thứ 4 thôi, nói chung là tuần nào nó cũng có. Thì có thể là anh em để cho mình là thứ 3, thứ 4 anh em vào nạp để sau đó thứ 5, thứ 6 bạn chơi cũng được. Bởi vì là cái này là quan trọng nhất ấy, là cạn nhân ngày hôm nào em hên ấy thì em đánh. Mà khi thắng là nhớ rút luôn cho mình nha. Thì vốn mình hôm nay 10 triệu mình sẽ vào đây chơi tài xỉu nha anh em. Chơi gì như vậy thôi, quan trọng nhất phải hên anh em ạ. Bởi là đéo hên ấy, đéo có cách đéo gì thắng nó đâu. Anh em nhớ điều đó cho mình nha. Đéo hên là đéo có cách đéo gì thắng nó đâu nha. Cuộc chơi nó phải hên thôi anh em ơi. Đéo hên là chịu rồi. Cầu này mình đoán cầu 1-2-3 nha. Mục tiêu mình hôm nay lên 15 mê thôi. Đéo còn nhiều đâu anh em. Nhưng mà nó lên được hay không thì mình đéo biết được. Một hai ba rồi, ngon rồi, bắt đầu như thế là ngon rồi. Tiếp tài tiếp đi. Cứ vội vàng nha, cứ bình tĩnh nha, không vội vàng nha em ơi. Trời ơi, tuyệt vời luôn anh em ơi. Đấy này. 1 này, 2, 3 này, thì bây giờ nó cũng thể là 1, 2, 3 tiếp đấy anh em. Là xịu xịu tiếp đấy. Ôi rồi quên quên, đặt một mê thôi, đéo dám đặt to đâu. To ấy lỡ mày thua cái này sao đúng không? Ai biết thì đéo được. Tự nhiên đánh hai ván trúng mà chỉ cần một ván thua cái thôi, ngu lắm anh em, đó gọi là ngu lắm. Đó may chưa anh em ạ. Nó bị chuỗi tài. Nó bị 1, 2, 3 nữa. Anh em thấy không? May mình đặt lại đấy, chứ không pha đó mình thua đấy anh em. Đéo gì nói trước đều đéo gì đâu. Đây rồi. Chữ tài rồi anh em ơi. Ngon rồi anh em ạ. Cứ từ 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 mà lên thôi anh em ạ. Không vội. Không vội được đâu anh em ạ. Không vội được đâu nha. Vậy vội vàng đéo ăn được nó đâu anh em nha. Vội vàng chỉ có thua nó thôi. Chỉ đéo có chuyện ăn được nó đâu anh em. Trời ơi, thua kìa. À, đúng là càng thế. Anh bán tài xỉu xích bô đi nha. Bởi nó con này nó đang xui ấy. Thì mình phải ra đánh game cắt xíu cho dãi xui ra. Thế là vào đánh lại con này. Con tài xỉu lại. Đánh tài xỉu cả mà anh nhé. À, nó thua xuống luôn này kìa. 1-1 luôn ấy kìa. 6-6 kìa. À, nó đen thế. Đây rồi. Tưởng đen mãi là thì bố mày chịu ấy. Cầu này cầu 1-1 rồi ta. Hai mê ván đi. Liều ván đánh ván hai mê đi. Thế lúc này sẽ toàn đánh nhỏ quá. Bây giờ đánh liều phán anh em ơi. Đẹp hết như thế nào. Nó trúng thì ngon thôi. Cho đéo trúng thì chịu thôi anh em ạ. Game mà biết thế đeo trước được. Đéo trúng thật anh em ạ. Vãi lìn thật đấy. Đen thế nhỉ. Đen quá anh em ạ. À, nó xuống 74 rồi đó kìa. 69 rồi. Phải đạn đúng thật, nó đen cho đen một chuỗi luôn này ạ. Đéo hiểu nguyên nhân vì sao đen luôn. Thì biết thua là chịu thôi. Rồi ván này thua cái ra đánh game card đi. À, đánh ván poker đi xem nào. Đéo gì toàn thua vậy đấy. Đéo này chơi cái đéo gì gì ấy. Còn cho thua đấy anh em. Đen là thế thì bố mày chịu rồi. Ôi lên 6 mê lại rồi anh em ơi. 10 mê mà vẫn còn từng này nữa anh em này. Nhà bây giờ nó lên lại là mừng rồi. 3 ra 3 kìa anh em ơi. 5 ra 2, 3 ra 3. Nó cho lên sau nó cho xuống kiểu như là
nó kiểu nó cho mình kỳ vọng, sau đó nó cho mình thất vọng để mình bơm vào tiền nữa anh em. Nó khôn lắm anh em ơi, đéo phải đơn giản với bọn đéo này đâu, nó nuôi cảm xúc mình ghê lắm, nó biết ngay mà. Luyện này nó như vậy đấy anh em ạ. Đó đó, nó cho mình hy vọng là sau đó nó dập tắt thôi. Bọn đéo này nó như vậy đấy anh em ạ. Thế là thua rồi anh em kìa. Không sao, bây giờ mình sẽ bơm vào 15 mê nha, 10 10 mê đi. Nếu thua là mình chấp nhận thua 2 mê. Còn nếu nếu nạp vào thì mình phải nghĩ đến hòa vốn lại anh em ạ. Sau đó tính sau gì tính sau nha. Hôm nay bỏ qua anh em ơi nha. Thì bây giờ mình đã thua thua rồi anh em đúng không? Chịu thôi, game mà anh em. Biết thế đéo trước được. Hôm nay nếu mà thua là thì mình chấp nhận anh em ơi. Bởi game mình xui đéo thì nó trước được đéo gì đâu. Hê thì mình ăn thôi à. Xui mình chấp nhận ra đảo thôi. Nhưng mà vì sao mình không nạp vào lần? Bởi nạp vào lần là lúc đấy là mình mất bình tĩnh là mình sẽ thua tiếp anh em ạ. Thật sự đấy. Ôi mày vẫn đéo này, nó thắng này. Hên đấy anh em. Mày nó thắng là hên rồi. Thật sự nó thắng là hên rồi anh em. Cứ giữ bình tĩnh thôi. Mình bây giờ trước khi nghĩ thắng bao nhiêu ấy thì mình nghĩ đến hòa vốn hôm nay đã. Mình đã thua 10 mê rồi mà. Mục tiêu mình là thắng lên 5 mê thôi. Nhưng mà trước tiên bây giờ mình nghĩ đến hòa vốn này anh em ơi. Hòa vốn chưa hòa nó phải đòi thắng cái đéo gì. Anh em thường là đánh theo kiểu đó đấy. Đang thua mà cứ nghĩ đến thắng to thắng bự. Ôi rồi ngon này. Tuyệt vời thế. 97 rồi, ngon rồi anh em ơi. Hai bàn thắng liên tục cái cầu này, cầu 1212 này. Mình vào được cái cầu đẹp này anh em. Ơ quên quên quên. Tôi đánh 25 đi. Đánh bên tài chứ, 2121 mà. Mẹ nó kìa. Mình sợ nó trả về đấy. Biết ngay mà. Ôi giời, may bên này nó lại trúng anh em ạ. Hên thế. Pha đó mình đặt lộn cái là thế là bên nó có trúng rồi. May may. May đấy. May đấy anh em ạ. Rồi rồi, đánh đánh bây giờ đánh một ván là 25 thôi. Bây giờ nó quá hên luôn đấy. Pha đó đáng là mình thua rồi đấy anh em. Thua 5 mê đấy. Nhưng mà may là tự nhiên mình đặt lộn đi anh em. Đặt căng thật sự đấy. Thế mới gọi là hên đấy anh em. Sao pha đó mình ngáo ngơ vậy không biết à. Ôi rồi ngon này ngon này. Ngon ngon anh em ơi. Cầu này có thể cầu 1-1 rồi. Nếu ván này trúng là nghĩ luôn anh em. Đéo còn suy nghĩ gì là luôn ấy. Và giờ trúng ván này là nghĩ luôn. Đéo còn suy nghĩ gì là luôn anh em ạ. Bởi cuộc chơi mà ví dụ cứ thắng mà muốn thắng hơn thì điều đó gọi là ngu đấy anh em. Thắng là vì điểm dừng đó mà gọi là hay anh em ạ. Chứ thắng muốn thắng hơn thì chịu rồi. Điều đó chịu rồi. Người chơi mà cứ đánh theo kiểu thắng muốn thắng hơn thì chịu ra đạo rồi. Đấy nè. Thế là thắng rồi. Được đéo gì phải chơi nó đúng không? Được đéo gì phải chơi nó đúng không? Được đéo phải chơi là đúng không? Nghĩ anh em ơi. Đéo nên chơi anh em ơi. Đéo nên chơi nha. Chơi thì chỉ có ra đạo thôi. Thôi. Thì video mình đúng là thắng 5 mê nó. Việc đéo mình chơi nữa. Bây giờ công nhận mình đánh ấy. Mình có thể thắng to nữa. Thắng bự hơn nữa. Nhưng mà thôi anh em ạ. Về bờ được mình đã mừng rồi. Nhưng mà bây giờ còn thắng được 5 mê đã quá là mừng rồi anh em ạ. Nghĩ nha anh em ơi. Nghĩ nha. Thôi. Video này đúng nha. Bye bye anh em. Bán lại đánh tiếp là nó trúng đấy. Nhưng mà thôi. Đéo tiếc anh em. Đéo tiếc anh em ạ. Nha. Thôi. Video này đúng. Bye bye anh em. Khi thắng là nhớ rút luôn cho mình nha anh em ơi. Nha.